Trên 400 triệu, bạn cần một chiếc xe 7 chỗ đẳng cấp Innova 7 chỗ cao cấp nhất, dòng V 2014 và xe rất là đẹp, chỉ có 440 triệu, chúng ta cùng xem nhé. Đây hôm nay sẽ quay cho các bạn một bạn Innova V phiên bản 7 chỗ rất là đẹp luôn, sản xuất năm 2014. Đặc biệt là bạn này giá chỉ có 440 triệu, một mức giá rất mềm mại để các bạn có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ đẳng cấp ha. V là một phiên bản cao cấp nhất của Innova nha các bạn. Đó. Đây là nội thất của bạn Innova V 2014 này còn rất là đẹp ha. Bạn này thì chạy trên 100 ngàn rồi, nhưng mà cái chất giữ được còn rất là đẹp và sáng sủa. Xe đẹp lắm. Bộ nệm nè. Innova V thì là nệm da zin theo xe nha. Do là đời 2014 nên bạn này vẫn còn xài chìa khóa, chưa có chìa khóa thông minh mà đang xài chìa. Tích hợp âm thanh trên vô lăng đã có rồi nè. Đó, hai túi khí. Bạn này là Innova thì rất là bền và đúng dòng xe của gia đình. Tại vì dòng V là cái dòng mắc nhất của Innova. Dòng V là dòng 7 chỗ. Rồi cái táp lô nội thất kem rất là đẹp ha. Xe nội thất táp lô đẹp, sùng chỉ còn nguyên nè. Chiếc Innova V, con gà đẻ trứng vàng của Toyota. Một chiếc xe mà bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu đổi mẫu, tại vì nó quá tiện lợi, nó quá kinh tế và là quá xuất sắc, nên là người ta không muốn bỏ cái mẫu này Innova mà vẫn sử dụng bao nhiêu năm rồi đó. Tôi nhớ là ra từ năm 2006 tới giờ là đã có Innova rồi, nó quá là xuất sắc luôn. Nè, ghế giữa rời nha các bạn. Ghế giữa rời thì cái người đi lên đi xuống rất là thoải mái, không cần phải xếp ghế. Xe này thuộc xe gia đình rất là sang trọng luôn. Và giá chỉ có 440 triệu thôi. Một chiếc xe Innova V sản xuất năm 2014. Giá chỉ 440 triệu, trong khi các bạn mua những chiếc 2014, 15 số sàn chạy rất là nhiều mà cũng đã tầm 39-400 rồi. Tại sao các bạn không chọn chiếc này đi, rất là gia đình rất là ổn luôn. Xe sạch sẽ đẹp nè. Chiếc xe của gia đình xài, không có chạy dịch vụ nên là chất xe giữ rất là kỹ và đẹp. Vỏ xe thì đương nhiên chắc chắn là phải thay rồi, nhưng mà còn cao nè, không về không tốn tiền thay vỏ nhé. Xe không có tì vết, không có lỗi. Chiếc Innova màu bạc, biển số thành phố, phiên bản dòng V cao cấp. Đó. Xe có màn hình và DVD đầy đủ. Ghế giữa rời nè. Nếu bạn không thích thì bạn bỏ cái ghế này xuống, rất là đẹp luôn, rộng rãi. Hàng ghế sau xếp lên để chất đồ hoặc là sử dụng. Bạn nhìn ha. Chiếc Innova V rất là bền bỉ. Thì đang gửi đến các bạn một bạn Toyota Innova V sản xuất năm 2014, một chiếc xe gia đình được mệnh danh là con gà đẻ trứng vàng cho Toyota. Chiếc xe rất là đẹp và kinh tế, giá chỉ có 440 triệu, hiện quay tại cửa hàng hiện Toyota. Xe này bảo đảm với các bạn không tì vết, không có các sùng chỉ còn nguyên zin, máy móc không có va chạm và còn nguyên đó. Nhiều chiếc xe mà đời thấp thấp á, là hay bị móp hoặc là bị mục, nhưng mà chiếc xe này đảm bảo với các bạn tình trạng còn rất là tốt và đẹp luôn. Xe ở những vùng nước không có bị ngập mặn nên là cái chất xe đẹp lắm. Chiếc Innova V sản xuất năm 2014. Các bạn nào quan tâm xe này thì nhanh đặt hàng cho Hiền ha. Thì chắc chắn là xe này rất là dễ bán luôn, tại vì giá cũng hợp lý. Xe rất là đẹp nhé, sùng chỉ nguyên nè. Cái xe nhìn rất là có duyên luôn, nhìn rất là thích. Không biết các bạn thế nào chứ mình nhìn xe này mình thích lắm, nhìn nó rất là có duyên. Đang quay tại cửa hàng Toyota
C3/C21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Các bạn thấy không, bên mình có rất là nhiều xe, ba chiếc Venza này, rồi phía sau đây cũng có một bài Innova tự động 2017, cũng có chỉ 500 mấy dòng G, phiên bản G, xe đó cũng đẹp lắm. Xe đó ngày mai mình rảnh mình sẽ quay cho các bạn. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nhé, quay cái máy của bạn này. Bạn này chạy trên 100.000 km nhưng mà máy thì còn rất là đẹp, máy móc còn đẹp nè, các sườn chỉ còn nguyên, đèn còn sáng trong, xe không có tì vết nhé. Xe này bảo đảm với các bạn không có tì vết, ốc cabo còn nè, sườn chỉ còn nè. Là đẹp ha. Đó, thì mới vừa quay gửi đến các bạn một bài Innova số tự động phiên bản dòng V cao cấp nhất của Innova, sản xuất năm 2014, giá 440 triệu, một chiếc xe khá là đẹp, tại cửa hàng hiện Toyota. Các bạn nào quan tâm thì cứ đến cửa hàng mình coi nhé. Và ngoài, nếu bạn thích đời cao hơn thì ở đây mình có một bạn Innova số tự động sản xuất 2016, đăng ký lần đầu tiên năm 2017, một chiếc xe cũng khá là đẹp, giá chỉ có trên 500 triệu thôi, rất là đẹp. Đây, xe này cũng đẹp lắm nè, mà gắn trang bị đủ đồ luôn. Dòng này là dòng G nhé, giá chỉ trên 500 triệu. Các bạn nào quan tâm thì cứ đến cửa hàng mình coi xe nhé. Có còn rất nhiều lựa chọn nữa, số sàn 2019 và nhiều xe. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ để mình có động lực và phát triển kênh, để chúng ta có một cái sân chơi các bạn gặp gỡ để trao đổi về xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều, mong gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.